Lữ Mộng Quang gây choáng với bộ ảnh phá nát vườn hoa Cẩm Tú Cầu. Mới đây, nam ca sĩ đăng tải bộ ảnh mặc váy xanh thả dáng ở vườn hoa Cẩm Tú Cầu Đà Lạt gây xôn xao cộng đồng mạng. Trên trang cá nhân, Lữ Mộng Quang hài hước viết: "Bộ ảnh phá nát vườn hoa Cẩm Tú Cầu, photo bay cháu ngân 98. Các học trò của thầy Quang hết sức bình tĩnh, thầy Quang vẫn trong tình trạng ổn định tâm sinh lý như nào giờ, chỉ tìm một nụ cười từ các bạn cho chúng ta yêu đời hơn. Đừng nặng lời, dù có là LGBT đi chăng nữa thì họ vẫn như chúng ta mà thôi, họ vẫn nỗ lực làm việc để tự lo cho bản thân hàng ngày. Anh cũng không quên quảng cáo cho lớp học thanh nhạc của mình." Bộ ảnh của Lữ Mộng Quang ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng, bên cạnh nhiều bình luận tỏ ra thích thú, cho rằng anh vui tính thì cũng không có ít bình luận khá nặng nề cho rằng nam ca sĩ đang làm trò để gây chú ý. Điên thì nó cũng điên vừa thôi, cho người khác điên với, cùng hết thuốc chữa. Xem bộ ảnh mà cười muốn trẹo hàm là một số bình luận trái chiều của khán giả.